Cố vấn Ngô Đình Nhu nói gì về ông Dương Văn Minh? Trong hồ sơ của ông Cố vấn Ngô Đình Nhu ghi về ông Dương Văn Minh như sau. Đây là một người có sức mạnh như một con voi, đầu óc như một con chim sẻ, dễ bị mua chuộc nhưng không có tham vọng làm chính trị. Sau đó không lâu, ông Dương Văn Minh đã cầm đầu cuộc đảo chính lật đổ chính quyền. Gia đình chị của anh em nhà Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu chính vì không hiểu rõ về ông Dương Văn Minh, nên ông Ngô Đình Nhu đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.